Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là phần thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung về hành vi giết người. Hai đối tượng gây án được xác định là Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung, đều sinh năm 1993, trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín. Trước đó, nhóm đối tượng này đã xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên ở huyện Phú Xuyên xung quanh khoản tiền vay nợ 15 triệu đồng. Đến chiều ngày 9 tháng 11, nhóm đối tượng mang theo dao phóng lợn, tuyếp sắt đến cửa hàng sửa chữa xe máy ở xã Văn Tự, nơi nạn nhân đang làm việc, rồi ẩu đả tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án xong, hai đối tượng gây án đã bị công an huyện Thường Tín bắt giữ và bị khởi tố về hành vi giết người. Hôm qua, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra xử lý vụ một đối tượng hành hung cụ ông 80 tuổi xảy ra trên địa bàn. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng, đơn vị đã lập tức có mặt yêu cầu những người liên quan về trụ sở. Công an phường đã cử cán bộ vào bệnh viện để ghi nhận tình trạng sức khỏe của người bị hành hung. Qua xác định ban đầu, cụ ông bị hành hung 80 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, còn người hành hung sinh năm 1974 cùng trú tại phường. Hiện cụ ông đang được điều trị tại bệnh viện 354, bị gãy xương sườn và đa chấn thương. Trước đó, sáng ngày 12 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cụ ông khoảng 80 tuổi chạy xe ôm, bị thương do một đối tượng hành hung tại khu vực ngã tư Đội Cấn Liễu Giai. Trong khi đó, trưa ngày hôm nay, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh nam thanh niên dùng dao truy sát hai cô gái tại khu vực Cầu Dậu, đoạn giáp danh giữa Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo đoạn clip đăng tải, nam thanh niên đã vung dao chém một cô gái trẻ nhưng may mắn đã kịp thời tránh được. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao truy sát một cô gái khác đứng bên cạnh và đâm chém liên tiếp. Do nam thanh niên quá hung hãn nên người dân không dám lao vào can ngăn. Thông tin ban đầu cho biết đối tượng và nạn nhân có quan hệ vợ chồng, động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai người. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì đang tạm giữ đối tượng gây án, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Nhằm nâng cao các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan hành chính trên địa bàn, quận Thanh Xuân đã vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình, thu hút sự tham gia của hàng trăm người từ nhiều lực lượng. Giả định điểm xuất phát cháy tại tầng 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình. Thời điểm xảy ra cháy có đông người hoạt động nên việc thoát nạn ban đầu bị hỗn loạn. Khói nhanh chóng bao trùm đã khiến nhiều nạn nhân bị mắc kẹt. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt đến nơi an toàn. Hiện tại thì cái vấn đề phòng cháy chữa cháy nó khá là phức tạp ấy. Tôi nghĩ là nên có những buổi tập như này thì nó sẽ giúp cho mọi người có được những cái kinh nghiệm để khi mà có sự việc xảy ra thì mọi người có thể là ứng phó được. Ngoài việc rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ chiến sĩ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thì đây cũng là cơ hội để lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp tục được củng cố, nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo để có thể xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Phương tiện lực lượng tại chỗ được đánh giá là quan trọng nhất. Lực lượng này là người đầu tiên để phát hiện ra đám cháy. Và khi đám cháy nó còn ở giai đoạn nhỏ, nếu lực lượng này là biết xử lý các cái phương tiện chữa cháy đã được trang bị, thì cái đám cháy, hiệu quả chữa cháy là rất tốt và cao. Không để đám cháy bùng phát lớn và gây hậu quả nghiêm trọng. Trụ sở Ủy ban Nhân dân, các ủy ban hành chính của các đơn vị thuộc Ủy ban quận cũng đều là một cái cơ sở một thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, và cái trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cũng như là trưởng các phòng ban đơn vị trong cái công tác phòng cháy chữa cháy là phải tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị mình phải thực hiện các cái biện pháp giải pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy. Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp quận và các lực lượng khác tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong thời gian tới, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục thực hiện hàng loạt các đợt tập huấn khác, tập trung vào các khu dân cư có địa hình phức tạp, đường giao thông nhỏ hẹp và các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô lớn trên địa bàn. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn phản ánh thông tin về tình hình an ninh trật tự, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0963 99 1818 hoặc fanpage Bản tin 141. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.